Dịch cân kinh có thể chữa bệnh được hay không? Nghe tới dịch cân kinh là mọi người sẽ nghĩ tới luyện võ, nhưng mà dịch cân kinh được tính là một trong những biện pháp giúp cho mọi người có thể coi là vật lý trị liệu. Tất cả những cái liên quan như kiểu dịch cân kinh này, yoga này, tập võ, mọi người sẽ có một cái điểm chung tiên quyết, đấy là chúng ta có sự kết hợp nhịp nhàng giữa hơi thở, sự co cơ, tức là mọi người tập tập các động tác, chúng ta cảm nhận sự căng giãn cơ, mở khớp và chúng ta tập trung vào hơi thở. Và có một cái nữa là chúng ta đóng chặt cơ hậu môn. Ba cái đấy nó sẽ làm cho bài tập nó có tác dụng. Bây giờ khoa học hiện đại người ta nghiên cứu là chúng ta có sự tập trung vào những hơi thở và các có sự điều hòa nhịp nhàng các động tác của mình thì nó làm cho mình có sự tập trung. Và khi mình có sự tập trung thì nó sẽ chuyển những cái tín hiệu thần kinh tới những cái vị vùng mà nó đang có căng cơ ấy, nó báo cho cơ thể mình để lập lại cái sự cân bằng cơ lúc đó chỗ đấy, để lập lại cái dẫn truyền thần kinh, những cái lưu thông khí huyết và phục hồi những tổn thương tại vị trí đang được căng cơ. Và nó cũng giống như yoga, dịch cân kinh nó sẽ làm tốt nhiệm vụ như thế, với điều kiện mọi người sẽ phải làm kiên trì, đều đặn và đúng. Đúng ở đây có nghĩa là chúng ta kết hợp hơi thở một cách nhịp nhàng, chúng ta chú tâm lại và chúng ta có sự đóng chặt cơ hậu môn, chúng ta có làm các động tác một cách vừa phải. Cái gì nó cũng nằm ở một cách vừa phải. Tức là mọi người lắng nghe cơ thể của mình, không có một quy chuẩn là trong một ngày chúng ta sẽ luyện tập trong vòng bao lâu. Một người thì có thể luyện tập 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, đấy là tùy theo cái cảm nhận. Nếu mọi người tập xong mà cảm thấy cơ thể của mình khoan khoái, khỏe mạnh, mọi người cứ tiếp tục. Nếu như tập xong mà mọi người cảm thấy là nó hơi quá sức, giảm bớt cường độ lại rồi dần dần mình mới tăng lên sau. Còn có những bác mà bác sĩ Hoa biết đấy là nhất định thấy các bác sĩ nói dịch cân kinh có thể hỗ trợ tiểu đường, huyết áp rồi điều trị vấn đề về cột sống với cả thoái hóa chân, thế là cố gắng vẩy tay 1 tiếng 2 tiếng. Và bà nội bác sĩ Hoa là nạn nhân trong cái việc này, tức là buổi sáng vận vẩy tay đến 1 tiếng 2 tiếng, lúc sau đau luôn cái khớp vai. Và đấy nó đang quá sức. Cái gì các khớp này nếu mà liên tục bắt nó vận động với cường độ cao thì nó sẽ tạo ra ma sát và nó sẽ là cái nguy cơ làm cho chúng ta thoái hóa nhanh hơn, chưa kể đấy là có thể mất vững và xảy ra những cái việc ngã và chúng ta có thể tai nạn. Nên là chúng ta làm việc vận động một cách vừa phải, và một cái tiên quyết nhá là phải có đóng cơ hậu môn. Đóng cơ hậu môn không phải là mọi người đang luyện công luyện võ làm gì cả, dồn khí đan điền hay làm cho cái phần hạ tiêu của mọi người nâng cao khí cái gì cả. Đơn giản khi mà chúng ta có cái động tác đóng cơ hậu môn thì lúc đấy là mọi người đang nâng cơ sàn chậu lên và chúng ta có cái tình trạng chúng ta gồng cơ bụng, chúng ta gồng cơ bụng chứ không phải hóp bụng nhá. Gồng cơ bụng, thẳng cơ lưng thì nó sẽ làm cho vững cái cơ sàn chậu, làm vững cái cơ thành bụng và từ đấy nó sẽ giữ được cái cơ trọng tâm, cái cơ cóp của mọi người khỏe, làm cho cái xương sống của mọi người khỏe, thì những cái đường dẫn truyền thần kinh, những cái tín hiệu của thần kinh trung ương và các bạch mạch bạch huyết lẫn mạch máu của mọi người nó được di chuyển tốt hơn thì cơ thể của chúng ta nó sẽ phòng chống được bệnh tật, nó khắc phục được những tổn thương của mình. Nếu mọi người hợp với dịch cân kinh, mọi người cứ tập hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Nhớ là lắng nghe theo cơ thể của mình và đóng chặt cơ hậu môn, hít thở, điều hòa và chú tâm vào cái lúc mình tập. Chứ đừng có vừa tập vừa lượn nhìn điện thoại, vừa tập tivi, vừa nói chuyện với người khác, nó không có tác dụng. Còn nếu như mà mọi người không có thời gian để tập dịch cân kinh hoặc là về có một cái lý do nào đấy giống như kiểu bị đau chân hoặc bị thoái hóa khớp gối, không thể đứng vẩy tay được, thì mọi người có thể đơn giản ngồi, chỉ ngồi thôi, chân rộng bằng vai và sau đấy mọi người cố gắng này siết chặt cơ hậu môn, siết chặt cơ hậu môn lại và có cảm giác mình hơi nâng cơ thể của mình lên khỏi ghế, mặc dù cái cơ thể của mình vẫn nằm trên ghế nhưng mình sẽ có cảm giác hơi nâng nó lên, thì đây chính là một trong những cái động tác gần như mọi người tập dịch cân kinh. Và mình sẽ hít thở đều và mình cảm thấy là hôm đấy mình làm cái động tác này trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút là hôm sau nó ê hết cả phần vùng đùi sau ấy. Nhưng mà nếu mà lâu dần thì nó sẽ làm cho mọi người cái vùng cơ sàn chậu nó được săn chắc, thì nó sẽ đỡ được cái tình trạng mà chúng ta bị giãn rộng này, bị trĩ này, bị thường xuyên viêm phụ khoa hay là cái tình trạng xón tiểu. Và mọi người cũng sẽ đỡ được luôn cả cái tình trạng mà chúng ta bị huyết áp thấp nữa, rồi nó sẽ đỡ đau lưng và có rất nhiều những cái đi kèm theo sau đấy.